có một anh chàng nọ muốn dạy vợ bèn đem vợ ông bạn ra khen nước nở nào là xinh đẹp nào là thủy mị nết na nấu ăn giỏi vân vân và vân vân vợ anh lúc đầu tỏ vẻ bực tức rồi ngồi thử ra suy nghĩ anh chàng đắc chí nghĩ rằng vợ đã ngấm đòn và hiểu ra bất ngờ chỉ vợ đứng dậy bấm điện thoại gọi cho ông bạn có vợ được chồng mình vừa khen rồi nói chồng em thích vợ anh lắm đấy. Cứ về đến nhà là nhắc đến vợ anh hoài à. Thời còn bao cấp, chị em phụ nữ toàn mặc quần phíp Lọ và sa tanh, ít có quần chun, đa số mặc quần dài rút. Có một đôi yêu nhau cũng mấy năm rồi, đêm nào họ cũng đưa nhau lên đồi bạch đàn sau nhà cô gái để nói chuyện tâm sự với nhau. Đêm nay cũng thế, sau khi ôm ấp hôn hít xong. Anh ta liền sờ xuống cặp quần của cô ấy, định tháo giải rút. Loay hoay một lúc, thấy cô gái túm chặt lấy cặp quần. Anh kia liền hỏi, sao em lại giữ chặt cặp quần như thế? Cô gái trả lời, anh làm ăn thế nào mà nó thút nút lại rồi? Em đang lần mò cởi ra đây nè. Mãi mà không cởi được, cô gái liền nói, chả cởi được cũng khuya rồi em về kẻo bố mẹ mắng hẹn đêm mai nhá. chàng trai lảo bảo em cũng thích sao không tháo nó luôn ra đi anh có mặc loại quần này bao giờ đâu mà biết cởi chứ thôi thì đành về vậy hẹn mai hôm qua mùng sáu tết gió mùa đông bắc trời lạnh hôm nay ngày mùng bảy trời nắng ấm có một anh bị tai biến mạch máu não bị đã sáu bảy tháng nay phục hồi chức năng và tập luyện anh ta vẫn bị liệt nhẹ ở phía bên trái vợ anh ta đưa anh ta đi tắm ba ngày mới tắm một lần còn lại chỉ rửa ráy thôi đang tắm chị ta rửa đến súng của chồng thấy nó cứng lên chị ta tùm tỉm cười chị ta nói với chồng rằng tắm xong em đưa anh vào giường nằm nhé chồng nói không mặc quần à Vợ bảo Tí nữa mặc Đưa chồng vào giường Đắp cho chồng cái chăn Chị ta đi rửa giấy qua loa Rồi vào nằm cạnh chồng Đã mấy tháng trời chồng ốm Không được tí nào Nên háo hức lắm Chị ta thỏ tay cầm súng của chồng Mân mê một tí Thì nó hơi cưng cứng Chị ta buông tay ra Và mở chăn Thì nó lại rụt lại Lúc gục sang trái Lúc thì vẹo bên phải, làm mấy lần đều như vậy. Chán quá, chỉ ta kêu lên, bà dí lờ vào mày nữa. Cứ tưởng, hôm nay được tí, ai ngờ, lại thế này. Biết thế này, bà đếch cởi quần. Cấp cứu Thánh Peter canh giữ cổng trời, nghe tiếng gõ cửa. Ông ra mở, thì thấy một linh hồn, bỗng vụt anh ta biến mất một lát sau lại nghe thấy tiếng gõ cửa ông liền ra mở cửa lại thấy linh hồn hồi nãy đang đứng đó và vụt anh ta lại biến mất đến lần thứ ba ông rất tức giận ông mở cửa ra thấy linh hồn đó liền quát hỏi anh định dỡn mặt với tôi đấy à linh hồn đáp dạ đâu dám ạ à? Chả là bác sĩ đang cấp cứu con đấy mà. Cảnh sát làm việc. Cảnh sát hỏi cung một tội phạm. Anh đã lừa đảo bao nhiêu người rồi? 36 cả thảy. Thế sao trong lời khai ban đầu khi anh bị bắt chỉ có 35 chứ? Vì lúc đó tôi chưa gặp ông. tổng biên tập tổng biên tập một tờ báo tức giận giày la thẳng con lời học của mình con phải là một học giả lớn chứ nếu không con sẽ chẳng bao giờ trở thành tổng biên tập như ba được đâu con thử nghĩ mà xem con sẽ làm gì nếu tờ báo của con đầy những lỗi chính tả chứ cậu con trả lời ngay dạ con sẽ đổ lỗi cho người đánh máy ạ à? ngài cũng theo tôi. Thưa ngài cảnh sát, con chó này không phải của tôi nên tôi không đồng ý nộp tiền phạt vì sự làm bẩn đường của nó. Nhưng nó đi theo anh cơ mà. Được thôi, cũng như ngài đi theo tôi, nhưng tôi có quen biết ngài gì đâu nào. Mua vé số. Người bán vé số nói với một người đàn ông ông ơi ông mua một tấm vé đi ông đảm bảo thế nào cũng trúng độc đắc ạ à? người đàn ông đáp tôi đã mua rồi người bán vé lại bảo dạ ông mua thêm một tấm đi mua nhiều trúng nhiều mà ông nếu không trúng thì sao nào thì ông cứ đến đây tìm tôi tìm anh để làm gì chứ dạ tìm để mua thêm tấm nữa ạ à? Tài nghề. Một bác sĩ phụ khoa sau nhiều năm hành nghề cảm thấy chán ngấy công việc của mình và quyết định đến với một sự nghiệp mới. Ước mơ thủa bé của ông là trở thành kỹ sư. Vì vậy, ông ghi danh vào một trường kỹ thuật. Sau hai năm miệt mài, cuối cùng thì kỳ thi tốt nghiệp cũng tới. Để thi yêu cầu thí sinh phải tháo rời hoàn toàn một cỗ máy rồi lắp lại mà nó vẫn hoạt động trơn tru như mới. Vị cựu bác sĩ hoàn thành bài thi và về nhà thấp thỏm chờ đợi kết quả. Ngày nhận được phiếu báo điểm, ông bác sĩ nhảy ngược lên vì ngạc nhiên. Bài thi của ông đạt tới 150% số điểm tối đa. Thắc mắc, ông gọi điện tới vị giám khảo để hỏi và được giải thích rằng với việc lột trần cỗ máy một cách tỉ mỉ, anh xứng đáng được hưởng 50% số điểm tối đa. Tôi cho anh 50% số điểm nữa vì đã lắp nó lại một cách hoàn hảo, còn 50% điểm thưởng là vì anh đã thực hiện tất cả các kỳ công đó qua cái lỗ thăm dầu. Lặp lại. Sau buổi tham quan ở viện bảo tàng lịch sử, cô giáo hỏi cả lớp, "Này, các em có nhận xét gì về tư tưởng chủ đạo mà toàn bộ bảo tàng thể hiện trong cách trưng bày của mình hay không? An nhanh nhỏ giơ tay phát biểu. Dạ thưa cô, tất cả đều nói lên một chủ đề được nhấn mạnh và lặp đi lặp lại đó là không được sờ vào hiện vật và đã. Cô con gái của một cựu tổng thống chạy xe quá tốc độ và bị cảnh sát bắt lại. Cô ta vênh mặt hỏi người cảnh sát, "Này, thế anh có biết cha tôi là ai không hả?" "Ôi, tôi không thể giúp gì cho cô được, sao cô không thử hỏi mẹ cô xem?" <laughs> thủy thủ say rượu. Một thủy thủ say rượu đang mò mẫm trong một vũng nước lớn ở giữa đường, dường như anh ta đang tuyệt vọng tìm kiếm một cái gì đó. Hai thủy thủ khác Tỉnh cờ đi qua thấy vậy liền hỏi Ê này, anh đang làm gì vậy hả? Người thủy thủ trong vũng nước trả lời Đừng hỏi, tốt hơn là các anh hãy giúp tôi tìm đi Thế là cả hai thủy thủ kia cùng lội xuống nước mò mẫm Để tìm một thứ mà chính họ cũng không biết là gì Cuối cùng, người thủy thủ đầu tiên thoát ra khỏi vũng nước và gào lên mừng rỡ Thấy rồi, tôi tìm thấy rồi anh tìm thấy cái gì thế? Đất liền. <laughs> may mắn đấy. Có một ông già đang đi bách bộ thì thình lình gặp một người cưỡi xe đạp đụng té nhào. Kẻ gây tai nạn vừa đỡ người xui xẻo đứng dậy vừa nói. Ông có thể cho rằng hôm nay ông may mắn lắm đấy. Ông già nổi giận nói rằng anh vô lý đụng phải tôi gây thương tích cho tôi mà còn bảo tôi tự cho mình là may mắn sao? Người đi xe đạp nói, đúng vậy, vì hôm nay Chúa Nhật không làm việc, tôi đi bằng xe đạp, chứ ngày thường là tôi lái xe cam nhông. <laughs> Nghĩ mà tức lão thầy bói, chả là hôm Tết vừa rồi, hắn có đi dâng sao giải hạn, vừa ra khỏi cổng chùa, thì lão thầy bói mù gọi lại. Lão bảo, tôi không nhìn thấy, nhưng nghe được bước chân của chú vượng lắm. Chú là chú có số đào hoa đấy. Vừa nói, lão thầy bói vừa giờ mu rùa. Thế rồi, lão phán một câu nghe chắc nịch. Nội tháng bảy năm nay, chắc chắn chú sẽ có người yêu. Hắn lần lần suốt cả nửa năm rồi. Thế rồi, cái tháng cô hồn cũng đến phải nói đúng là linh nghiệm thật mới đầu tháng facebook của hắn nhận được lời mời kết bạn của một nàng nhìn ảnh avatar vô cùng bắt mắt đôi môi nàng hồng tươi hai má nàng núng nính những bức ảnh toàn thân của nàng cứ gọi là khúc nào ra khúc nấy chỗ nào cần cong thì cong chỗ nào thẳng cần là thẳng rõ rành rành đặc biệt là cặp giò cứ phải là dài đến tận nách. Chỉ mới vừa nhận lời kết bạn, nàng đã nhảy bổ vào Messenger, cứ như là quen biết nhau từ lâu. Nàng tra hỏi lý lịch của hắn như đã kết nạp đảng viên. Chưa. Vốn dĩ thật thà, hắn khai tuốt tuần tuột, kể cả có vợ với hai con. Nàng bảo, nàng cha quan tâm đến điều ấy. Nàng thích, nàng yêu, vì thấy hắn phong độ đẹp dai. Ôi chào! hắn biết rằng mạng xã hội là ảo lòi ra nhưng mà hắn vẫn khoái hắn vẫn thấy lâng lâng hắn vẫn đêm nhớ ngày mong rồi thao thức đợi chờ từng dòng tin nhắn của nàng thế rồi hắn đem cả cái yêu vào trong giấc ngủ trong giấc mơ màng hắn gọi hẳn tên trong nickname của nàng và vợ hắn nằm bên cạnh tiện tay mụ và luôn cho một phát thế là hai cái răng cửa lung lay mãi đến hôm nay hàm răng của hắn vẫn còn đau buốt phải ăn cháo hắn vào tin nhắn hỏi thăm nàng nàng bảo em vừa mới ở thái lan về rằng thì là em vừa đi chuyển giới về nếu anh yêu em thật lòng cho em xin ít kinh phí trả nợ cho chuyến phẫu thuật vừa rồi thế rồi hắn nằm vật ngửa ra như ngồi phải cái lò xo Ô hay, sao nàng không nói sớm? Tiền sư cái anh Facebook, mạng thì ảo lòi, mà hai cái răng cửa của hắn lung lay là thật. Hắn thề, hắn hứa, kể từ ngày hôm nay, hắn sẽ không mở mơ màng gì nữa. Trung quy cũng chỉ tại cái lão thầy bói mù chết tiệt. Ngày Tết hai bản thân gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách chuyện trò hồi lâu chợt một người hỏi à thế mối tình của cậu và con nai vàng bây giờ ra sao rồi người kia thoáng buồn rồi đáp hết rồi cậu ạ à. chẳng còn bóng dáng con nai vàng đâu cả sao thế mình đã cưới nó rồi bây giờ nó đã hóa ra con sư tử bơi bướm trong một cuộc thi bơi bướm dành cho nữ tại một hội làng do không được tập luyện nên mạnh ai người đó bơi có một cô may mắn biết được chút kỹ thuật bơi bướm nên cô về đích sớm nhất và bỏ xa các cô khác một khoảng thời gian khá dài tuy nhiên khi ban tổ chức trao phần thưởng thì bị các cô khác cực kỳ phản đối ban tổ chức nói cô ấy bơi đúng kỹ thuật và đẹp mắt xứng đáng được nhận giải tại sao các cô lại phản đối chứ một cô đại diện các chị em khác bức xúc phát biểu đúng kỹ thuật cái con khỉ đây là cuộc thi bơi bướm mà cô ta ăn gian lại bơi bằng tay trong khi chúng em đều bơi bằng bướm cả triệu <laughs> chứng thần kinh một cô gái mặt mày tái mét, hớt hải chạy vào phòng cấp cứu bệnh viện tâm thần kêu với bác sĩ rằng Bác sĩ, bác sĩ ơi, chồng em bị thần kinh thật rồi, nó vừa lên cơn ghê quá, bác sĩ cho xe đến đưa chồng em vào viện cấp cứu ngay ạ. Bác sĩ trực cao mày an ủi cô ta, cô cứ bình tĩnh đã, từ từ kể rõ triệu chứng của anh ấy thế nào đã. Cô gái nước mắt giàn rụa trình bày, Dạ, không biết đi đâu về, chồng em bỗng dưng xông vào bếp, ôm hôn cô giúp việc thắm thiết, rồi vớ chiếc chổi quật lia lịa vào chiếc bình ga. Nghe cô gái kể vậy, bác sĩ thở phào ôn tồn nói, thế thì không sao, biểu hiện như thế là bình thường. Nếu anh nhà mà lại cầm chổi quật cô giúp việc rồi ôm chiếc bình ga thì mới phải cấp cứu chứ tao sợ mày say hai người say ngồi trên xe nói với nhau rằng mày phóng vừa vừa thôi tao chưa muốn chết đâu ủa tao có cầm lái đâu ừ vậy chứ ai lái chứ mày lái chứ ai ôi thế mà nãy giờ tao sợ gần chết Một người đàn ông dừng lại hỏi viên cảnh sát, tôi có thể đỗ ở đây không? Không, vậy những chiếc xe kia sao lại đỗ được chứ? Họ không hỏi. <laughs> Phũ Phàng Một tiểu thuyết gia viết truyện mỗi ngày cho một nhật báo nọ, cuối cùng nói với ông chủ nhiệm rằng, có lẽ tôi phải sửa lại đoạn văn này một chút thôi. Ông chủ nhiệm bảo, anh có muốn sửa chữa thêm thắt gì thì lẹ lên đi. Xe đổ rác sắp sửa đi qua rồi đấy. <laughs> Ma không thương người ốm. Tại một bệnh viện, trong khu chăm sóc đặc biệt, các bệnh nhân luôn luôn chết trên cùng một cái giường vào 11 giờ sáng chủ nhật. Bất kể họ đang trong tình trạng nào. Điều này làm các bác sĩ bối rối và có một vài người đã nghĩ là có một thế lực siêu nhân nào đó không ai có thể lý giải điều bí ẩn nên một nhóm chuyên gia quốc tế đã được thành lập để điều tra nguyên nhân sáng chủ nhật tiếp đó vài phút trước lúc 11 giờ tất cả các bác sĩ và y tá hồi hộp đứng ngoài phòng để tận mắt chứng kiến hiện tượng đặc biệt người thì mang thánh giá người thì mang kinh thánh hay những vật lấy phước để xua đuổi tà ma quỷ dữ. Khi đồng hồ điểm đúng 11 giờ, người quét dọn làm việc bán thời gian vào chủ nhật bước vào phòng bệnh, rút ổ cắm hệ thống tổ hợp máy trợ tim và phổi nhân tạo của bệnh nhân để cắm máy hút bụi. Đành phải bó tay hai người bạn chơi thân với nhau làm việc trong một xưởng mộc một hôm một người sơ ý bị lưỡi cưa máy cắt đứt cánh tay anh bạn đồng nghiệp bèn gói cánh tay bị đứt lìa vào túi ni lon và đưa nó cùng với người bị nạn tới bệnh viện để gắn lại hôm sau anh ta đến thăm bạn và thấy người kia đang chơi tennis anh chẳng thốt lên ôi không thể tin được y học hiện đại quá là kỳ diệu mà. Một tháng nữa trôi qua và hai người bạn lại trở về xưởng làm việc. Vận xui dường như vẫn chưa chịu từ bỏ họ và anh chàng mới ra viện lại phải vào viện lần này với một cẳng chân bị lưỡi cưa cắt lìa. Cũng như lần trước, người bạn gói chân vào một cái túi lon và đưa người bị nạn đi cấp cứu. Hôm sau anh ta vào viện thăm bạn và thấy người kia đang đá bóng. Anh chàng thốt lên Không thể nào tin được Y học hiện đại quả là kỳ diệu Lại một tháng nữa trôi qua Khi người bị nạn bình phục Hai người bạn trở về xưởng mộc Làm việc bên nhau Và lần này Anh chàng lơ đánh Gặp một tai nạn khủng khiếp Bị lưỡi cưa cắt cột đầu Vẫn như lần trước anh bạn gói chiếc đầu vào túi ni lon và đưa nó cùng với thân thể của người đồng nghiệp đến bệnh viện để gắn lại. Hôm sau, anh ta tới bệnh viện thăm bạn nhưng tìm mãi không thấy đâu bác sĩ ngoài hành lang anh ta bèn hỏi thưa bác sĩ hôm qua tôi đưa bạn tới đây để nối lại đầu anh ấy đâu rồi bác sĩ nghĩ một phút rồi đáp xin lỗi nhé lần này chúng tôi đành chịu bó tay vì có thằng ngu nào đó đã gói đầu anh ta vào trong túi ni lon làm anh ta bị chết ngạt không đủ xăng. Có một xe ô tô suýt đâm phải một bà béo ở góc phố. Bà ta la lên, sao anh không lái xe vòng qua người tôi hả? Tôi sợ không còn đủ xăng. Đua xe Michelle bị ra tòa vì tội chạy xe quá tốc độ. Tránh án hỏi, anh có biết người ta đưa anh ra tòa vì tội gì không? Dạ tất nhiên là biết ạ à. Cảnh sát bắt anh lúc anh chạy xe Với tốc độ 190 km h đúng không nào Đúng thế Tôi mà chạy hết tốc độ Thì họ đừng hỏng bắt được tôi Ai lái xe Cảnh sát đuổi theo một chiếc xe ô tô phóng như điên trên đường Sau một hồi rượt đuổi Ô tô tự nhiên lao xuống ruộng cảnh sát lội xuống và lôi ra khỏi xe hai anh chàng nồng nặc mùi rượu rồi hỏi: "Ai Chồng hai anh đã lái chiếc xe này chứ?" "Có ai lái đâu ạ? À? Chúng tôi đều đang ngủ ở ghế sau mà." <laughs> Say. Một cảnh sát giao thông yêu cầu một người lái xe không mũ bảo hiểm xuống xe và nói: "Anh đã vi phạm luật An toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm. Người lái xe vi phạm kia liền đáp: Thôi, mong hai anh thông cảm, em đi hơi vội. <laughs> đường nào tiện lợi? Cô giáo, em nào cho cô biết giao thông bằng đường sắt và đường bộ, đường nào tiện lợi hơn nào? Bạn Minh thưa cô, là đường sắt à? Cô giáo lại hỏi. Tại sao chứ? Dạ thưa cô, vì đường sắt không bị đèn xanh đèn đỏ và không lo công an thổi ạ. À. Có phải một mình tôi? Một cô gái tóc vàng lộng lẫy, mặc chiếc váy ngắn cún cỡn để hở cả đùi khi trèo lên xe buýt. Một phụ nữ đi ngang qua phẫn nộ bảo với chồng: Thế anh không thấy? Anh cứ hao háo nhìn mông con bé đang lên xe buýt kia là đáng xấu hổ lắm hay sao? Anh chồng cũng chẳng vừa bảo, có phải một mình tôi nhìn đâu mà xấu hổ chứ? <laughs> Lịch sợ Trên xe buýt, một người đàn ông cho đứa con trai 4 tuổi ngồi trên đùi, đến chạm. Có một cô gái xinh đẹp bước lên xe, thấy vậy, ông bố liền bảo con trai, con hãy tỏ ra lịch sự nhé hãy đứng lên nhường chỗ cho cô đi con <laughs> nhầm to một bà lão đang lái xe qua vùng nọ thì nhìn thấy phía trước có một ông cụ và một con chó theo sau khi chiếc xe đến gần bỗng dưng con chó vọt qua đường nó va vào ô tô bị cán gãy cẳng nằm rên ư ử bà lão cho xe dừng lại và tiến lại gần ông cụ rồi bảo tôi rất lấy làm tiếc là sự việc đã xảy ra như vậy liệu năm bảng có dàn xếp xong không ông cụ trả lời à được rồi cụ bỏ tiền vào túi khi chiếc xe đã đi xa ông cụ bỗng nhìn xuống con chó què cẳng vẫn đang rên ư ử tội nghiệp không biết chó của ai đấy nhỉ ông lẩm bẩm. thành tích thấy tai nạn xảy ra viên cảnh sát giao thông bực bội kêu lên thật là suối quẩy sao không đi quá lên ngã tư kia mà đâm nhau chứ làm mất hết thành tích của địa bàn này rồi <laughs> giỏi toàn diện hai ông bố gặp nhau cháu trai nhà bác dạo này thế nào rồi ôi khỏi nói cầm kỷ thi họa đủ cả thành niên mà được như thế thời buổi này hiếm lắm đấy nó cờ bạc tá lạ thâu đêm nhà có cái xe cũng cầm rồi hôm qua ngồi sau xe thằng bạn thi lạng lách đánh võng bị ngã vỡ đầu thật tai họa tôi đang vào viện thăm nuôi nó đây thù lắm binh nghỉ ivan gọi điện về nhà cho mẹ giọng uất ức mẹ mua ngay cho con một con lợn đi được rồi được rồi mẹ sẽ mua mẹ đặt tên cho nó là gianna mẹ chưa hiểu sao phải đặt tên như thế chứ đó là tên thằng trung đội trưởng của con đấy trời ơi để làm gì hả con khi nào về phép con sẽ tự tay làm thịt nó không thấy gì thì ổn tại trạm điện cao thế chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói với anh đứng dưới đất rằng ê mày có thấy bốn sợi dây đang thòng xuống không hả thấy rồi thấy rồi hả cầm lấy hai sợi xem có thấy gì không hai sợi này không có vấn đề gì nhá không sao hả tốt đừng đụng vào hai sợi dây kia nhé điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy phát một cái biểu giám đốc xí nghiệp may phát biểu trong hội nghị tổng kết các chị em cố gắng nâng cao tay nghề để sản phẩm xuất khẩu của ta luôn ổn định cứ như hiện nay nhìn vào biểu đồ sản xuất mất cân đối, mặt hàng áo luôn đi lên, còn quần lúc nào cũng tụt xuống, mà đã tụt thì lòi ra nhiều thứ rắc rối lắm. Hợp vệ sinh Có một thực khách vào quán ăn nọ, gọi món súp, khi ông ta đang bê suất ăn của mình ra bàn thì bị rơi thìa. Ông ta bèn gọi anh Bồi bàn mang cho mình một chiếc thìa khác và rất ngạc nhiên khi thấy anh chàng rút từ trong túi áo ra một nắm thìa. Ông khách mới hỏi rằng: "Ôi, tại sao anh lại cất thìa trong túi áo chứ?" Anh Bồi đáp: "Để tiết kiệm thời gian thôi." Ông khách không thắc mắc gì nữa và cắm cúi ăn. Chừng 15 phút sau, anh Bồi lại quay lại tính tiền, hỏi người khách có ngon miệng hay không và ông ta đáp: mọi thứ đều rất tuyệt chợt nhận ra có một sợi dây thòi ra khỏi quần anh bồi vị khách mới hỏi sao anh lại để sợi dây lủng lẳng ngoài khóa quần thế kia anh bồi đáp để tiết kiệm thời gian làm như vậy tôi sẽ không phải rửa tay sau khi đi vệ sinh ông khách thắc mắc thế anh làm thế nào để đẩy cửa buồng vệ sinh chứ người phục vụ trả lời gọn lọn Tôi dùng thì à? Một phóng viên nổi tiếng thiên vị tới một thị trấn nhỏ để viết bài về cuộc đua ngựa trong hội chợ của thị trấn. Chỉ có hai con ngựa tham dự cuộc đua. Một con là của bản thân tay phóng viên sống ở đó, tên là Brown. Con ngựa thắng cuộc thuộc về ông Coburn, sống ở thị trấn bên cạnh không hề nhắc tới việc chỉ có hai con ngựa tham dự cuộc đua. Bài báo tường thuật rằng, con ngựa của Brown về nhì, con ngựa của Coburn về chót. Đối thoại trên xe buýt Trong xe buýt giờ cao điểm đông nghẹt người, có một anh chàng đứng áp quá chặt vào một cô gái phía đằng trước bỗng cô ta quay lại tát bóp một cái vào mặt anh ta và cao giọng mắng anh đứng cho nghiêm chỉnh vào nhé anh chàng nọ vừa xoa má vừa đáp nhưng không phải như cô nghĩ đâu hôm nay là ngày lĩnh lương của tôi đấy và cái mà cô cảm thấy chính là cọc tiền lương của tôi đấy cô gái xin lỗi nhưng vài phút sau cô lại tát anh chàng nọ bóp một cái rồi bảo chắc anh không định thanh minh là từ nãy đến giờ, anh đã được tăng lương hai lần rồi đấy chứ. <laughs> tóc vàng bán xe. Có một cô gái tóc vàng đang muốn bán chiếc xe cũ của cô ấy vì xe đã quá cũ, chạy tới 200.000 km rồi, nên dù có quảng cáo cách mấy cũng chẳng có mấy ai thèm mua. Một hôm, cô gái tóc vàng gặp một cô gái và trong cuộc đối thoại đã tình cờ đề cập tới những khó khăn mà cô ta đang gặp phải trong việc bán chiếc xe cũ. Cô bạn gái mới giúp cho tóc vàng một ý kiến là cứ đem cái xe tới gara của người bà con của cô ấy và nhờ người thợ sửa dùm bộ đếm từ 200.000 km sửa thành 50.000 km với số lượng cây số đó. Chắc chắn là cô gái tóc vàng sẽ sớm bán được chiếc xe kia. Vài tuần sau, hai cô bạn lại gặp nhau và điều đầu tiên mà cô bạn hỏi cô gái tóc vàng là: "Sao bạn, cái xe đã bán chưa? Nếu mà chỉ có 50.000 km thì chắc bán được giá lắm phải không?" Cô gái tóc vàng làm mặt giận và trả lời liền: "Ngu sao mà bán, xe mới có 50.000 km mà." cái còi hữu hiệu. Cửa hàng chật như nêm cối. Một phụ nữ vội vã thanh toán rồi lao ra khỏi cửa. Thoáng thấy một phụ nữ khác cũng lao ra nhanh không kém. Tuy nhiên, thật là ngán ngẩm Trước mắt là một bãi đỗ xe đông nghịt. May thay, lúc đó, người phụ nữ đầu tiên nghe thấy tiếng bíp bíp quen thuộc. Và dễ dàng nhận ra nơi chiếc xe đang đậu. Quá tuyệt vời, có tiếng la lên từ phía sau Đó là người phụ nữ ban nãy Với vẻ mặt khâm phục ngưỡng mộ Ngay sau đây Tôi sẽ lắp bỏ cái Giống như của chị mới được Vâng, nhưng đó là chồng tôi <laughs> Ly dị Một cặp vợ chồng đi ô tô trên đường cao tốc Với tốc độ 90 km trên giờ Trong lúc người vợ đang cầm tay lái và chú ý quan sát đường người chồng đột nhiên nhìn cô với vẻ có lỗi nhưng lại rất cương quyết cưng à, anh biết chúng mình đã gắn bó với nhau từ 20 năm nay và thật là khó nói ra điều này nhưng anh muốn ly dị người vợ không nói gì mà chỉ từ từ tăng ga cho chiếc xe lao nhanh thêm tới 100 km trên giờ anh chồng lại tiếp tục anh không muốn em thuyết phục anh từ bỏ chuyện này vì từ lâu anh đã quan hệ với cô bạn thân nhất của em và cô ấy là một người tình nồng nhiệt hơn em nhiều. Một lần nữa, cô vợ vẫn giữ im lặng và nhấn chân ga trong cơn giận dữ. Chiếc xe lao nhanh với tốc độ 120 km h Anh chồng lại tiếp tục. Anh muốn lấy ngôi nhà và một lần nữa, người vợ tăng tốc lần này là 130 km trên giờ Người chồng lại thêm, anh cũng muốn lấy cả chiếc xe hơi này nữa. Cô vợ vẫn im lặng và chạy xe mỗi lúc một nhanh hơn. Anh chồng chốt lại một câu, "Thôi được, anh muốn có tất cả các tài khoản trong ngân hàng và thẻ tín dụng." Người vợ bẻ lái hướng về phía một cây cầu. Sự im lặng làm anh chồng hơi e ngại, anh ta hỏi, "Chẳng lẽ em không cần gì sao?" Không, em đã nói mọi thứ em cần. Người chồng hỏi, thật vậy sao? Là gì vậy? Trong khi lao thẳng xe vào chân cầu với tốc độ 150 km h người vợ mỉm cười đáp, túi hơi. <laughs> đi xe đỏ Một hôm bác Tám đi Sài Gòn thăm cháu. Sau khi tới xa cảng bác lên xe buýt ngồi thảnh thơi ngắm cảnh xe chạy được một đoạn người bán vé hô to nguyễn đình triều xuống xe buýt từ từ ngừng lại và có một người khách đi xuống xe tiếp tục chạy vài phút sau bác tám lại nghe phan đình phùng xuống xe lại ngừng và có người bước xuống cứ như thế bác tám cứ nghe liên tục hai bà trưng xuống ngô gia tự xuống lê thánh tông xuống cứ như thế xe tiếp tục cuộc hành trình. Tới tối, khi xe về bãi động, người bán vé ngạc nhiên khi thấy bác Tám vẫn còn ngồi trên xe, liền hỏi, Ủa, sao bác còn ngồi đây? Cái thẳng mắc dịch, nhớ đi nhớ lại đường đi. Từ sớm tới giờ, mày đâu có kêu tên tao đâu mà tao biết đường mà xuống chứ. tình huống cười trên xe buýt hai anh chàng sinh viên đi xe buýt kể chuyện với nhau anh thứ nhất nói rằng hôm qua tớ đi xe buýt xe hết chỗ có một phụ nữ phải đứng mà tớ thì không thích nhìn cảnh phụ nữ đứng trên xe buýt đâu anh kia hỏi luôn và cậu đã nhường chỗ cho cô ta sao anh thứ nhất nói ồ không tớ nhắm mắt lại thấy thế anh kia cũng nói luôn hôm nọ khi đang ngồi trên xe buýt thì thấy một em xinh tươi lên xe đứng ngay cạnh mình mình, đựng, mình định đứng dậy thì cô ta cứ ấn mình ngồi xuống làm đi làm lại như thế đến lần thứ ba rồi cô ấy cũng nói anh không phải nhường ghế cho em đâu anh thứ nhất nghe đến đây liền vỗ vài cái đét vào đùi đấy đấy con gái phải ga lăng và biết điều như thế chứ sau đó thì thế nào nữa anh kia đáp Gà lăng cái con khỉ Tớ bị nhỡ Đến ba bến xe buýt liền đấy <laughs> Kiệm Một hôm Tí đi học về nhà Với bộ mặt buồn dầu ủ rũ Mẹ liền hỏi Có chuyện gì vậy con Dạ Từ hôm nay Giá xe buýt sẽ giảm 500 đồng trên vé ạ à? Thế thì có gì Mà con phải buồn chứ Dạo này còn có bao giờ đi xe buýt đâu, Dạ buồn quá đi chứ ạ, à. vì bây giờ đi bộ từ trường về nhà, con chỉ còn tiết kiệm được 2 ngàn rưỡi thôi. <laughs> chuyện ma chấp hành nghiêm luật giao thông, có một cặp tỉnh nhân đỗ xe trước cổng nghĩa trang để âu yếm nhau, tiếng động đánh thức hai con ma trong nghĩa trang dậy chứng kiến cảnh âu yếm hai con ma tức lắm một con bàn tụi mình cướp xe tụi nó đi dạo đi không cần suy nghĩ con ma thứ hai đồng ý ngay tất nhiên khi hai con ma vừa xuất hiện thì cặp tình nhân bỏ chạy bán sống bán chết con ma thứ nhất bèn chui vào xe nhưng con ma thứ hai lại biến vào nghĩa trang hồi sau nó quay lại trên tay nó là tấm bia đá con ma thứ nhất kinh ngạc hỏi ê đi dạo mà sách theo bê mộ làm gì Còn mà kia trả lời Mình đi chơi Lỡ có chạy quá tốc độ Cảnh sát giao thông có hỏi Thì mình còn có giấy tờ tùy thân chứ <laughs> Ăn miếng trả miếng Đêm đã về khuya Người khách nọ bước vào một quầy ba sang trọng Ông ta e ngại Nhìn quanh Vì sợ trốn xa hoa này Không thích hợp với túi tiền của mình nhưng cuối cùng vẫn mạnh dạn tiến tới quầy gọi một ly bia anh chàng đứng sau quầy ba nói rất vui lòng phục vụ quý khách một xu thưa ngài người khách kêu lên một xu người phục vụ nhã nhặn vâng đúng thế ạ à? ông khách vững dạ hơn ngó qua thực đơn rồi gọi dọn cho tôi một suất bít tết lớn kèm theo khoai tây chiên đậu và một quả trứng nhá Người phục vụ sốt sắng. Có ngày thưa ông. Ông khách lại hỏi. Thế bao nhiêu tiền? Người phục vụ đáp. Bốn xu. Ông khách thắc mắc. Chủ của quán ba này đi đâu rồi hả? Người phục vụ trả lời. Ở trên lầu với vợ tôi. Khách hàng tò mò hỏi. Ông ấy làm gì với vợ anh ở trên ấy? Người phục vụ đáp. Thì cũng với cùng cách giống như tôi xử lý công việc của ông ấy dưới này. Đúng logic. Trong cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên vào ngành cảnh sát, người ta đưa cho các ứng viên bức chân dung của một người đàn ông, người phỏng vấn bảo, nghề của chúng ta đòi hỏi óc quan sát phải thật tốt. Vì thế, tôi muốn các anh hãy cho biết những nhận xét về người đàn ông này. Người thứ nhất bước vào và nói, người đàn ông chỉ có một tay người phỏng vấn kêu lên loại người thứ hai bước vào và nói người này có một tay người phỏng vấn kêu lên một lần nữa loại đến lượt người thứ ba chuẩn bị bước vào hai người kia vừa ra khỏi nói với anh ta cái gã phỏng vấn viên đó không thích nghe nói người đàn ông trong ảnh có một tay đâu người thứ ba nháy mắt với hai người kia cảm ơn nhé khi bước vào phòng, sau khi ngắm kỹ bức ảnh của người đàn ông kia, người thứ ba nhận xét. Người này đeo kính áp tròng. Phỏng vấn viên thực sự rất ấn tượng và nói, ôi, khả năng quan sát thật tuyệt vời, làm sao anh biết được điều đó chứ? Anh chàng danh mãnh trả lời, ồ, đơn giản, vì người đàn ông này chỉ có một tai, thế thì làm sao anh ta có thể đeo kính được cơ chứ? thầy đồ làm biếng có một thầy đồ rất lười biếng thường kiếm cớ để không phải dạy dỗ gì cả một hôm ông vào lớp hỏi học trò rằng tụi bay biết hôm nay học cái gì không hả cả lớp trả lời thưa thầy không ạ à? thầy đồ tỏ vẻ giận dữ không biết vậy tụi mày tới trường để làm cái gì cút về hết đi đám học trò khúm núm kéo về hết và bàn với nhau là lần sau nếu thầy có hỏi sẽ trả lời là biết xem thầy tính ra sao hôm sau thầy giáo lại hỏi hôm nay tôi bay biết sẽ học cái gì không hả cả lớp đồng thanh trả lời dạ biết đã biết hết rồi thì tôi bay còn ở đây làm cái gì nữa chứ về hết đi học trò tức lắm cho nên bàn rằng buổi học sau có hỏi thì nửa lớp sẽ trả lời là có, còn nửa lớp sẽ trả lời là không. Xem thầy tính ra sao. Ngày tiếp theo thầy lại hỏi, Thế bài biết hôm nay học cái gì không? Nửa lớp trả lời, thưa biết ạ. À? Nửa lớp lại trả lời, thưa không. Vậy thì đứa nào biết thì ở lại. Dạy mấy đứa không biết, còn thầy về. thay đổi nhỏ trong lúc làm rào cản bộ quả trực tiếp John bị quả bóng trúng ngay vào chỗ hiểm đau quá John ngã lăn ra bất tỉnh khi tỉnh dậy John thấy mình nằm trong một bệnh viện nén đau John liền hỏi bác sĩ đang đứng ở gần đó thưa bác sĩ vết thương không quá nặng đấy chứ tôi có thể tiếp tục chơi bóng chứ bác sĩ nói được nhưng chắc sẽ có một vài thay đổi nhỏ đấy Vậy thì hay quá, nhưng có thay đổi gì vậy hả bác sĩ? Anh sẽ không được tiếp tục chơi cho đội bóng đá nam mà phải chuyển sang bóng đá nữ. Tập lái máy bay. Một nữ phi công quyết định học lái máy bay trực thăng. Cô đến sân bay nhưng chỉ còn duy nhất một chiếc trực thăng một người lái. Người hướng dẫn lái nói rằng Ông có thể để cô bay một mình vì cô đã từng là một phi công lái máy bay loại nhỏ và ông sẽ hướng dẫn cô qua sóng vô tuyến. Thế là cô gái lên máy bay, chiếc trực thăng đạt độ cao 300 mét và mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Đến độ cao 600 mét, cô và người hướng dẫn vẫn giữ liên lạc với nhau qua sóng vô tuyến, nhưng đến độ cao 900 mét, Chiếc trực thăng đột ngột giảm độ cao nhanh chóng. Nó bay lướt qua một vài ngọn cây và rơi xuống ngay khu gần rừng đó. Người hướng dẫn liền nhảy vào xe và chạy ngay đến nơi xảy ra tai nạn. Khi ông vừa đến bìa rừng, cô gái kia bước ra. Người hướng dẫn hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả đều tốt đẹp cho tới khi cô đạt độ cao 900 mét. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó chứ? Cô gái trả lời, Tôi lạnh quá, thế là tôi tắt cái cánh quạt lớn đi. <laughs> luật sư Hạo Tâm. Một ngày nọ, có một luật sư đang lái xe đi trên đường thì bắt gặp một người đàn ông đang ăn cỏ, rất ngạc nhiên, luật sư dừng lại và hỏi chuyện. "Này, tại sao anh lại ăn cỏ thế?" "Vì tôi quá nghèo khổ và không kiếm nổi thứ gì để ăn." người đàn ông đó trả lời ôi thật là tội nghiệp mà thôi anh hãy đến nhà tôi đi nhưng tôi còn một vợ và ba đứa con ở nhà nữa thế thế thì về nhà gọi tất cả họ cùng đi luôn sau khi tất cả đã lên xe người đàn ông nói ông quả là luật sư tốt bụng nhất mà tôi từng thấy đấy ông luật sư trả lời rồi anh và vợ con anh sẽ thích ngay thôi ở sân sau nhà tôi cỏ mọc ngập đầu rồi. Truyện <laughs> hệ trọng. Một bác sĩ hỏi một bác sĩ khác qua điện thoại, anh có thể đến đây ngay bây giờ làm chân thứ tư đánh bài tây được không? Được được, bằng mọi giá thưa bác sĩ, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cô vợ dễ thương hỏi, lúc giúp chồng lấy áo khoác và cái túi y tế cho ông ta hệ trọng lắm hả anh? Vị bác sĩ đáp, anh e là đúng như vậy đấy, nghe có vẻ trầm trọng lắm rồi, đã có bà bác sĩ có mặt ở đấy rồi đấy. Không chịu nổi, hai cảnh sát tuần tra trên đường phố nhìn thấy một xe ô tô đậu không đúng quy định, một mảnh giấy gài trên cái gạt nước, xe hỏng, đi tìm bạn để cùng đẩy. 3 giờ sau, hai cảnh sát vẫn thấy xe đậu trong chỗ đó. Nhưng lần này, tiến lên phía trước được 100 mét. Một mảnh giấy gài khác được thay thế, đã đẩy xe, xe không nổ máy, đi tìm thợ sửa xe. Cuối cùng, hai cảnh sát quay lại, vẫn thấy xe ở nguyên chỗ cũ. Trên cái gạt nước lần này, có mảnh giấy ghi xe bán giá phải chăng? <laughs> bí quyết trồng rau một tù nhân nhận được thư của vợ em định sẽ trồng vài cây rau ở sau vườn theo anh thì khi nào thích hợp để trồng chúng chứ người tù biết rằng cai tù đều đọc tất cả những lá thư gửi vào và ra anh ta bèn trả lời cho vợ cho dù em làm gì thì cũng chớ đụng vào cái vườn sau nhé chỗ đó anh giấu tất cả các món đồ trôm được đấy một tuần sau anh ta nhận được một lá thư khác của vợ. Anh sẽ không tin được những chuyện gì xảy ra ở nhà mình đâu. Có mấy người đã tới nhà ta với cuốc sẻng và họ đã bới tung cả cái vườn sau nhà lên đấy. Anh chàng bèn viết thư hồi âm. Em yêu à, vườn tược đã được cải xới xong. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để em trồng rau đấy. to gan. Tại một doanh trại quân đội. Chà chà, ở đây có nhiều xe chạy quá nhỉ. Dạ vâng, có 5 xe bọc thép, 10 khẩu pháo, 6 xe tăng, lại thêm chiếc xe con chở ông đại tá chết tiệt chạy lòng vòng. Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không hả? Chính là ông đại tá chết tiệt ấy đây. Vậy chứ ngài có biết ngài đang nói chuyện với ai không? Không. Ơn Chúa, thế thì may quá rồi. <laughs> thằng con mất nết, thấy bạn mình mặt buồn rười rượi, anh kia liền hỏi, có chuyện gì mà trông cậu buồn thế? Tớ buồn vì cái thằng con mất nết của tớ, nó làm cho cô hàng xóm mang bầu. Vô lý, thằng con cậu mới 6 tuổi, thì làm sao mà nó làm cho cô hàng xóm có bầu được chứ? Anh bạn tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao lại không? Tại nó nghịch ngợm dùng kim chọc thủng mấy cái bao cao su của tớ. Hả? <laughs> Chúc Tết, anh giàu làm thợ mộc mới đây về mở một xưởng nhỏ chuyên phục vụ việc hiếu. Vì mới mở nên nhiều người chưa biết Tết nhất cận kề anh chưa quảng cáo được nhiều nên hàng hóa bán được cũng kém. Có người bạn đến chơi nói chuyện, làm kinh doanh mà bỏ qua khâu tiếp thị quảng cáo là kém hiệu quả đấy. Có những doanh nghiệp phải bỏ ra tới 40% lợi nhuận để quảng cáo. Thôi, mình làm nhỏ lẻ thì chỉ cần ít thôi, nhưng vẫn phải quảng cáo. Nghe bạn nói có lý, tiện thể Tết có dịp nghỉ ngơi, hỏi thăm anh em. Bạn bè, anh này ra ý định một công đôi việc, vậy là ngay từ sáng mùng 1 Tết đến ngày mùng 3, anh đi khắp cả làng chúc Tết. Mọi năm anh đâu có chu đáo đến thế chứ. Đến nhà ai, anh cũng chào hỏi rất cẩn thận và thân mật. Năm mới, em chúc toàn thể gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, làm ăn phát đạt, gấp năm gấp 10 năm ngoái, rồi vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Mọi người thấy vậy đều rất phấn khởi chúc lại anh làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn anh nghe xong rồi cảm ơn và không quên nói em vừa mới mở xưởng đóng và bán quan tài nếu năm nay nhà ta có ai chết thì mua ủng hộ em nhé em có khuyến mại thêm một cái nhỏ nữa sau tết chẳng hiểu sao mà anh chẳng ăn nổi cơm nữa vợ anh phải nấu cháo ngày ba bữa <laughs> Có một anh chàng lấy nữ cảnh sát giao thông làm vợ, được phóng viên phỏng vấn ngay sau ngày cưới. "Xin anh cho biết cảm tưởng khi có một người vợ làm cảnh sát giao thông ạ?" À? Anh ta trả lời rất không thoải mái. "Dạ, anh có thể nói rõ hơn được không ạ? À? Ngày đêm tân hôn, tôi đã bị cô ấy phạt tới ba lỗi cùng lúc: tốc độ quá nhanh, đỗ sai nơi quy định và không đội mũ bảo hiểm." tiền bạc để làm gì mọi du khách anh đến đảo kos ông thấy trên bến cảng có một ngư dân trẻ đang nằm trên thuyền câu hút thuốc và nhìn trời ngạc nhiên ông tới gần và hỏi tại sao anh không làm việc để có chiếc thuyền thứ hai chứ nhưng để làm gì thì với số tiền có được từ con thuyền thứ hai anh sẽ có thể mua chiếc thứ ba thứ tư rồi cả đoàn thuyền rồi sao nữa với số tiền có được từ đoàn thuyền, anh có thể nghỉ ngơi. Vậy ông hãy xem đi, tôi đang làm gì đây? Chẳng phải tôi đang nghỉ ngơi đó sao? <laughs> giám đốc nhà thương điên dẫn mọi khách tới tham quan. Chỉ một người nằm trên giường, hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vì giám đốc giải thích, trước đây ông này yêu một người đàn bà nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình đấy đến một phòng khác thấy một người điên bị xiềng xích hai tay đang vùng vẫy bổ đầu vào tường quên sinh vị giám đốc lắc đầu nói còn đây là anh chồng đã lấy bà ta sao không chạy đằng sau taxi có một hôm cô tí về nhà tự hào khoe với bố rằng bố ơi hôm nay con tiết kiệm được ba ngàn nhé con không đi xe bát mà chạy đằng sau nó ạ à? ông bố quát dốt quá sao không chạy đằng sau xe taxi có phải là tiết kiệm được hơn một trăm ngàn rồi không tôi là cu kính gửi ban giám đốc tôi là cu sau một thời gian suy nghĩ đắn đo đủ kiểu và tìm hiểu chính sách phù hợp với pháp luật việt nam nay tôi làm đơn này đề nghị được tăng lương bởi những lý do sau tôi làm công việc cơ bắp nặng nhọc luôn làm việc dưới sự u ám không đèn điện và rất nhiều cây cỏ mọc xung quanh tư thế làm việc không bình thường đầu luôn hướng về phía trước thường xuyên không được nghỉ ngơi cuối tuần và làm vào ban đêm. Môi trường làm việc thì ẩm ướt, không được trả lương, làm thêm giờ. Vị trí làm việc tăm tối, không khí hay có mùi, không được thông gió. Nhiệt độ nơi làm việc thường xuyên cao, rất dễ bị mắc các bệnh truyền nhiễm khi làm việc. Sau khi nhận được đơn, ban giám đốc phản hồi, kính gửi đồng chí cu, sau một thời gian xem xét đối chiếu với quy định, ban giám đốc quyết định không thể tăng lương theo nguyện vọng của đồng chí với những lý do sau. Đồng chí Cu không làm việc liên tục 8 tiếng trong ngày. Đồng chí Cu thường làm việc rất ngắn, sau đó lại ngủ ngay. Đồng chí Cu không chấp hành đúng sự phân công của ban lãnh đạo, đã nhiều lần làm việc tại nơi không được phân công. Đồng chí Cu không làm việc một cách tự nguyện. Đồng chí chỉ làm việc khi bị cấn và luôn đòi hỏi được vuốt ve trước khi bắt đầu vào việc. Chỗ đồng chí cu làm việc thường rất bẩn. Sau khi đồng chí đi khỏi, đồng chí cu thường xuyên không tôn trọng quy tắc an toàn lao động. Ví dụ, đã nhiều lần không chịu mang ủng cao su, đồng chí cu không cam kết làm việc tới 60 tuổi. Thỉnh thoảng, đồng chí cu rời vị trí làm việc mặc dù công việc chưa hoàn thành. Chào thân ái và quyết thắng, ký tên ban giám đốc. Thiệt thòi dáng chịu. Một ngày nghỉ, ông chồng đưa bà vợ đi du lịch bên bờ biển thật thơ mộng. Khi hai vợ chồng thuê một phòng ở khách sạn sang trọng để nghỉ ngơi. Sau hai đêm thì hai vợ chồng xuống thanh toán gặp nhân viên khách sạn, ông chồng nói sẽ trả phòng khi ông nhận được hóa đơn xem xong thì nổi cáu này trái cây và bia trong tủ lạnh chúng tôi không đụng đến tại sao các người lại tính luôn vào tiền phòng thế này viên quản lý khách sạn phân bua xin lỗi ông bà các thứ đó đã được tính sẵn trong giá phòng luôn rồi ạ tại ông bà không dùng thì thiệt thòi dáng chịu thôi ạ ông chồng nghe xong thì suy nghĩ một lúc rồi nói được rồi tiền phòng hai đêm là 300 USD. Ông đè vợ tôi thêm hai cái, mỗi cái vị chi là 200 USD, tổng cộng là 400 USD. Vậy ông còn thiếu nợ tôi 100 đô nữa đấy. Bỗng viên quản lý la toáng lên, trời ơi, tôi đâu có vợ đè vợ ông hồi nào đâu mà ông bắt tôi phải trả tiền cơ chứ. Ông chồng nhã nhặn nói, tiền đó đã được tính sẵn rồi vợ tôi nằm sẵn chờ trên phòng đấy. Tại ông không đẻ thì thiệt thòi dáng chịu thôi. Ơ ơ. rùa đực và rùa cái làm chuyện ấy với nhau. Khi làm xong, rùa đực nói với rùa cái. Nếu mai mình muốn làm tiếp thì giờ này gặp nhau ở chỗ chỗ này em nhé. Các bạn... Nói xong, rùa đực ngoảnh mặt ra về tìm hôm sau rùa được quay lại chỗ hẹn thì thấy rùa cái đã nằm ngửa ở đó chờ sẵn rùa được nói trời ơi nhỏ này chịu chơi ghê vừa nghe xong rùa cái trả lời trời trời cái thằng cha mày hôm qua mày nện tao xong mày không lật tao lên mày bỏ về luôn làm tao nằm ngửa từ lúc đó tới giờ rùa được đứng bần thần ủa rùa cái cong mặt lên quát nhanh lên không hết giờ rùa được hì hục một lúc thì định trườn xuống rùa cái giật mình nhắc anh làm xong nhớ lật em lại đấy nha anh mà quên thằng soi ếch nó túm được là không có giờ này ngày mai đâu đấy rùa được đáp ừ ừ anh biết rồi <laughs> tóc tém quán nhậu tú béo chuyên thịt dê cơm cháy đặc sản hoa lư ninh bình ông chủ là một tay giao thớt có hạng dê núi cỏ non đặc biệt là rượu ngon bãi cháy để có loại rượu hào hạng quán nuôi một gã chuyên thử rượu và một cô bé trải bàn đẹp như trăng rằm không may gã thử rượu đã qua đời vì tai nạn nghề nghiệp chủ quán đăng báo để kiếm người thay thế hôm sau một anh chàng say rượu bí tỉ tới xin việc. Bà chủ muốn tống cổ anh ta đi ngay, nhưng ông chủ vẫn muốn thử tài của anh ta xem sao. Ông ngoắc tay và cô hầu bàn mang ra một ly rượu. Anh chàng say rượu cầm ly uống cạn và nói, rượu kim sơn nấu bằng men lá được chứa trong vải sành. Chủ quán tuyên bố, đúng thế, lại ra hiệu cho cô hầu bàn mang ra một ly rượu khác. Anh chàng say rượu nâng ly lên, uống cạn rồi lại lè, lè nhè nói. Rượu làng vân đã ủ lâu ngày, được chứa trong thùng gỗ mít. Chủ quán phục lăn, rồi ông nháy mắt. Cô chạy bàn bưng ra một ly nước vàng thè, từ ở nước trà xanh, bọt nổi lên ly ti. Gã say rượu, mắt nhắm mắt mở, nâng ly đánh cái ực. Gã nhăn mặt, lè nhè nói. Rượu khê tóc tém 18 tuổi, mang thai 3 tháng. Không cho tôi làm việc, tôi sẽ nói toạc tên bố đứa bé. Chủ quán sẽ tờ lịch ghi vội. Mai đi làm. <laughs> Ông nội và cháu. Ông nội và người cháu đích tôn 3 tuổi đang ngồi chơi trò bán hàng. Cháu bảo, đây tôi đưa bác 5.000 đồng nhưng với một điều kiện. Ông đáp, điều kiện gì cũng được. Thật không? Thật, bác cứ nói đi. Người cháu liền thưa, bác phải về dạy lại con bác đi nhá. Con bác hay đánh tôi lắm đấy. Chủ cột gia đình, một hôm, các ông chồng tụ tập nhậu nhẹt tại nhà một ông. Đúng như các cụ đã nói, tử nhập thì ngôn xuất. Khi hết chuyện, các ông chuyển sang chuyện gia đình. Bỗng chủ nhà cao hứng bảo, các ông có biết trụ cột trong nhà này là ai không? Ai kiếm tiền, ai lau dọn nhà cửa, ai cho con đi học. Tuốt tuột tuột công việc trong nhà này, tôi làm tất đấy. Vậy tôi là trụ cột gia đình này chứ còn ai vào đây nữa? Cô vợ đang ngồi xem tivi thấy vậy, chạy lại hỏi, anh là trụ cột thì em là gì hả anh anh chồng lúng túng trả lời à à em là người điều khiển trụ cột đó <laughs> hãy chờ con lạc đà có một người ả rập hồi giáo bước vào một xe taxi ở london anh ta yêu cầu người lái xe phải tắt radio vì giáo lý tôn giáo của mình là không được nghe nhạc lý do là vào thời của các vị tiên tri hồi giáo không có âm nhạc đặc biệt là âm nhạc phương tây được coi là âm nhạc của người ngoại đạo bác tài xế taxi lịch sử tắt radio dừng chiếc taxi và mở cửa người ả rập hồi giáo hỏi anh đang làm gì vậy bác tài xế taxi trả lời vào thời của các vị tiên tri hồi giáo không có taxi vậy xin ông hãy chờ một con lạc đà <laughs> câu chuyện về vẻ đẹp một cô gái nhan sắc rất đẹp đi lễ chùa gặp chú tiểu đang ngồi thiền cô kêu hãnh hỏi tôi là hoa hậu hoàn vũ chú có thấy tôi đẹp không chú tiểu đáp tôi tôi chẳng thấy cô đẹp gì cả nghe nói thế cô gái mở tròn đôi mắt bực bội nói hoa hậu là người đẹp nhất chú nói thử xem những người đẹp hơn tôi như thế nào chứ tiểu đáp giữ gìn trang nghiêm giới hạnh là thân đẹp ăn ở hiền hòa thủy chung là nết đẹp thấy người ta ngã mà nâng lên đó là cử chỉ đẹp thấy người ta đói cho ăn rách cho mặc nghèo túng mà giúp đỡ đó là tấm lòng đẹp phụng dưỡng cha mẹ già đó là tâm hồn đẹp thấy người ta lâm nguy sợ hãi mà nói lời an ủi giúp đỡ đó là ngôn ngữ đẹp không một tà niệm nảy sinh đó là ý đẹp thấy người ta u tối không hiểu biết mà khai mở trí tuệ học hành chữ nghĩa đó là trí tuệ đẹp cô thấy cô đẹp chỗ nào Khổng tử dạy học trò khi ta đúng mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là bạn ta khi ta sai mà kẻ nào nói ta sai thì kẻ đó là thầy ta khi ta sai mà kẻ nào nói ta đúng thì kẻ đó là kẻ thù của ta trò liền đáp thưa thầy nếu khi ta đúng mà có kẻ nhất định nói ta sai thì sao ạ à? thì kẻ đó đích thực là vợ ta chứ ai nữa